chào tất cả mọi người, rất vui khi được gặp lại mọi người trong video giới thiệu sản phẩm mới của Makita. Và hôm nay thì chắc chắn rồi, Makita sẽ mang đến cho mọi người một trong những dòng sản phẩm vô cùng hữu ích trong ngày hôm nay, với tên gọi là máy quét kim loại âm tường dùng pin DVKD181ZZ, sử dụng dòng pin là 14,4V hoặc 18V. Và đây là hình ảnh của DVKD181ZZ được đựng trong một chiếc thùng chứa mắc bách vô cùng cứng cáp và đẹp đẽ. Và bên trong chiếc thùng chứa này, nhân vật chính của chúng ta đây ạ, với model là DVKD181ZZ, sản phẩm được sử dụng để kiểm tra vị trí của các thanh sắt, các ống nhựa và dây điện bị lấp dưới bê tông hoặc là các vật liệu gỗ ở trong tường, và máy kèm thùng mắc bách cũng như là hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành, với thiết kế rất là tinh giản, được trang bị màn hình LCD 4.1 inch, đèn LED chiếu sáng khu vực làm việc, tia laser màu đỏ sẽ hướng dẫn để quét các bề mặt hoặc các điểm được đánh dấu trên tường. DVKD181ZZ có 4 bánh lăn giúp dễ dàng di chuyển trên bất kỳ bề mặt nào bạn đang quét, được trang bị thêm điểm trung tâm của quá trình quét, và quan trọng hơn là được trang bị thêm công nghệ IP54 có thể tránh bụi và nước nhỏ giọt. Cùng với một pin 18V 6A, máy có thể hoạt động liên tục trong khoảng thời gian lên đến là 28 giờ. Về các tính năng và cách sử dụng thì bước đầu tiên, sau khi tiến hành lắp pin cho máy thì chúng ta sẽ bật máy lên bằng một nút nguồn ở đây. Đó, chỉ chờ, chúng ta sẽ mất 5 giây để chờ máy khởi động. Bước thứ hai là chúng ta sẽ lựa chọn chế độ quét, quét đơn hoặc là quét đa điểm. Ở đây thì đang có hai chế độ và mình sẽ chọn chế độ là quét đa điểm. Chọn ứng dụng quét, đầu tiên đó chính là bê tông khô với độ sâu quét là 18 cm, bê tông ướt, bê tông mà dưới 1 năm thì được coi là bê tông ướt thì có độ sâu quét là 10 cm, các vách ngăn thì có độ sâu là 8 cm, và cuối cùng là chế độ radar. Trước khi quét thì chúng ta cần kiểm tra lại các cài đặt, về ví dụ như là cài đặt cho ánh sáng đây, cài đặt cho ánh sáng này, laser này, loa này, cũng như là độ sáng của màn hình để phù hợp với từng người sử dụng. Và sau khi mà chúng ta đã cài đặt xong thì chúng ta sẽ tiến lên quá trình quét của chúng ta và sẽ đánh dấu các điểm mà máy hiển thị ở trên màn hình, là chúng ta có thể biết được chắc chắn rằng ở vị trí đó ở trong tường có cái kim loại mà chúng ta muốn quét. Và sau khi đánh dấu xong thì quá trình quét sẽ kết thúc. Và để rõ hơn về khả năng làm việc của DVKD181ZZ thì sau đây xin mời cả nhà mình hãy cùng theo dõi một video demo. We'll be right back.